đồi cỏ Phiêng Mường, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, cách thành phố Cao Bằng khoảng 160 km. Phiêng Mường là điểm săn mây hoàn toàn mới mẻ nhưng không kém phần hấp dẫn. Men theo con đường mòn, du khách sẽ thấy đồi cỏ chập trùng, xanh tươi ngút ngàn, rộng bao la tựa thảo nguyên. Đến đây, du khách thỏa sức nô đùa, chạy nhảy, dựng lều cắm trại. Phiêng Mường đẹp nhất trong mắt nhiều Phật thủ đó là khi buổi sớm bình minh, thời khắc trời đang còn tờ mờ, mây kết đọng lại trên núi cao bình bồng. Ngỡ tưởng mây là cái gì đó rất xa xôi nhưng lại gần ngay tầm mắt, du khách có cảm nhận như chỉ cần giang tay ra là vén mây đem về. Vì vậy, đến với Cao Bằng, bạn đừng bỏ lỡ địa danh săn mây và cắm trại tuyệt vời này nhé! Đây sẽ là những địa danh vô cùng ấn tượng, xứng đáng để chúng ta có nhiều trải nghiệm khi đến với du lịch Cao Bằng. Bạn hãy cùng Let's Tour trải nghiệm những tour du lịch Cao Bằng đầy mới lạ nhé! Quý khách du lịch Cao Bằng, du lịch miền núi nhớ đồng hành cùng Let's Tour nhé! Quý khách cần tư vấn tour trực tiếp xin liên hệ cho Let's Tour theo hotline 0904 566 444. Quý khách truy cập website letstour.com để tìm hiểu thông tin hữu ích các tour du lịch và các lịch trình tour chi tiết đã kèm báo giá nhé!